Hello anh em nhá. Đấy, đây là hôm qua em có quay con chim đánh không nhá. Qua con chim đánh thì hôm nay em để nó ở bên tay trái các bác nhá. Em để nó bên tay trái các bạn. Vì mà hôm nay em phát hiện con này nó bị soi lóc các bạn, bị soi lóc nhá. Nên là anh em nào lấy thì hôm nay em bán giá rất là hợp lý cho anh chị em mình về sưu tầm. Anh chị em mình về hướng nghiệp cho em nó nhá các bác nhá. Đấy, nó rất là máu nhá các bác nhá. Đấy, đánh mấy phát là con chim này sợ luôn này. Đấy các bác thấy không? Nó rất là lì nhá các bác nhá. Nó rất là lì luôn các bạn. Đấy, hôm nay em quay clip đánh như này cho các bác xem nhá. Đấy, chim này thì không có mái mủng gì đâu các bác nhá, không có mái miếc gì đâu. Thì hôm nay em thấy nó bị xoay lóc các bạn. Xoay lóc thì em báo chủ người ta, bởi vì chim nó vừa về hôm qua mà. Thì tối sáng nay em thấy xoay lóc thì em bây giờ em báo lại các bác để em bán cho các bác giá hợp lý nhá các bác nhá. Đấy, này, đánh chưa? Hăng chưa các bác? Đấy, đấy, các bác thấy chưa? Rất là ok luôn các bác nhá. Nó không sợ đâu các bác, nó không sợ đâu. Đây là hàng này vừa về hôm qua nhá, không mái mủng gì đâu các bác ơi. Chim rất là căng luôn, hôm nay đã căng rồi. Đấy, anh chị em yên tâm nhá. Đấy, hôm nay nó bị xoay lóc rồi các bạn, nó bị xoay lóc thôi. Thì em sẽ bán cho anh chị em là về để ghép chiến chiếc đấy. Nói chung là con này thì đa số là anh chị em làm chim chiến rồi các bạn. Chứ làm chim hót thì nói chung là nó hót ít lắm, bởi vì nó thuộc dạng chiên về chiến các bạn. Em không dám cho đánh mạnh các bạn, cho đánh cho sáp lồng thì hai con này sẽ đánh nhau ngay, nhưng mà vấn đề là nó bị đánh xong mà không may con chim bên cạnh của em là con chim xòe hót mà nó bị làm sao thì chết dở các bạn. Đó. Em đây ơi. Em nhận được tiền rồi, anh vừa chuyển cho em đúng không? Ok. Vâng. Đấy, các bác thấy chưa? Oánh luôn. Pháo chưa? Máu chiến lắm các bạn. Đấy các bạn nghe, nó rất là máu luôn các bạn. Đấy. Chơi rồi, chiến rồi. Hăng chưa các bác? Hăng chưa? Này quay cho các bác xem nhá. Nói này các bác này. Ui nó đánh kìa, nó đánh, ui nó đánh kìa. Không có mái mủng gì đâu các bác nhá. Này cho các bác xem này. Không có mái mủng gì đâu các bác nhá. Ui đánh hăng đấy. Đấy anh em nào bổ kết thì ấy em nhá các bác nhá. Ôi con kia chạy rồi. Ôi, các bác em bỏ ra nhá, em bỏ ra nhá con nhá, không là con chim xòe nó sợ mất. Em xòe có phần hơi sợ các bạn, có phần hơi choáng con nhá. anh em nào bổ kết con này thì ấy em nhá, xòe rất là vip này con này. Hot cực kỳ ít và không bao giờ hot to các bác nhá. Không bao giờ thấy hot to các bác nhá. Tiếc quá nhân tài mà lại bị xoay lóc. Thật sự là cảm thấy rất là buồn. Con này nó là mộc dở các bác nhé, mộc dở. Mộc dở dành cho các bác. Quay sát mặt cho các bác này. Đấy. Đấy các bác thấy chưa? Mặt đấy.
Đấy, em quay mặt mũi cho các bác xem nhá. Con này em sẽ để mã số là, chờ tí, con này em sẽ để mã số là 2436 nhá các bác nhá, 2436. Nó vẫn là con 2434 thôi các bác nhá, nhưng mà sẽ để 2436 để anh em gọi hỏi cho dễ nhá. Đây, chân này các bác nhá, chân này. Nó hơi xoay lóc tí các bác nhá, nhưng mà chả ảnh hưởng gì đâu các bác. Rất là lì chim luôn. Đấy, mặt này. Rất là lì chim luôn. Thôi em xin phép dừng video nha các bác nhá. Xin chào tất cả các bác nhá.